chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống Của Tôi. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn và mọi người một món chè thơm ngon. Đó là món chè đậu đen trân châu nha các bạn. Ở đây mình có khoảng gần 300g đậu đen và mình đã ngâm gần 10 tiếng đồng hồ nha các bạn. Nếu các bạn muốn rút ngắn thời gian thì có thể là để qua đêm và tới sáng mình có thể lấy lên được rồi nhé. Ở đây mình sẽ có 100g đường, khoảng 50g bột năng, một ít nước sạch để trộn vào nhé. Rồi mời các bạn và mọi người cùng chế biến món ăn này với mình nha. Cái bột năng các bạn, mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng bột mì để cho cái phần trân châu mình dễ làm hơn nha. Trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ cho nước vào từ từ nha. Mình sẽ cho vào một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Xúc hết cái bột. Xe cho nhỏ nha. Cái này xe từ từ như vậy nha. Đây nè. Cần có sự kiên nhẫn dữ lắm luôn, hoặc là chúng ta ve che bằng hai cái ngón tay gì nè đó. Thế nha, đây các bạn ơi, những cái bột năng trộn bột mì mà nặng hình thức chân trâu nè các bạn, cũng cố gắng lắm rồi nha các bạn ơi. Bây giờ nước sôi bùng bục rồi nha, đó mình sẽ thảy hết một đống này vào luôn. Nước thiệt sâu nha các bạn ơi. Trân châu nấu nói vậy chứ nấu cũng lâu lắm đó. Nên mình sẽ để cho nó nấu chung như vậy. Mình thấy trước có công đóng cục như vậy. Cái nào mà lỡ đóng cục á, mình tắt nó ra. Nước thiệt sâu thì mình chia rẽ tụi bay. Chia rẽ rồi cầm cái tay lên mình động chủ động thế mà thất tịch, người ta ăn đậu đỏ bây giờ mình ăn đậu đen mà mình đã cũng qua thất tịch lâu rồi, khỏi cần đậu đỏ chia cho mất công. Chia rẽ hồi chứ có nở dây cũng bự dữ lắm. Đây các bạn ơi, cái nồi chè của mình nó đã cạn một ít nước không, cũng chứng tỏ là đậu của mình đã chín tới mềm, trân châu cũng có thể ăn được rồi đó. Thì lúc này mình mới cho đường vào nha các bạn. Chúng ta cho đường. Đây các bạn ơi, món chè đậu đen trân châu của mình đã hoàn thành rồi đây nè. Đó, cái viên trân châu căng tròn bóng bẩy, đậu thì mềm, ngon lắm nha. Để mình ăn thử miếng nha. Và các bạn và mọi người cùng dùng món chè đậu đen trân châu với mình nha. Rồi, video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn và mọi người thấy thích video này, xin hãy nhấn like, đăng ký, ủng hộ kênh giúp mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn và mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại trong những video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.